thông báo về các mã cốt trong Play Together. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7, tất cả các mã cốt đều đã hết lượt nhập. Tuy nhiên vì số lượng người chơi chưa nhận được phần quà rất đông nên nhà phát hành sẽ tiến hành phát thêm các mã cốt trong thời gian sắp tới. Do đó, bạn nào chưa nhập được 20 mã cốt thì đừng buồn nhé. Chúng ta sẽ có phần quà xứng đáng vì đã chờ đợi. Follow mình để nhận tin game và mã cốt sớm nhất. Chúc các bạn chơi vui.